Vâng, xin chào anh Nguyễn Trường Nam ở thành phố Hồ Chí Minh và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay em làm video này để test sản phẩm là một mic không dây màu đen dành cho anh Trường Nam. Và ở đây bộ sản phẩm đi kèm theo nó sẽ có một cái rắc, một cái mạch thu dành cho một mic không dây và một tay mic. Ở đây em đang kết nối với một mạch micro để chúng ta test sản phẩm. Đây. Khi chúng ta bật tay mic lên, ở trên tay mic nó sẽ có cái đèn sáng màn hình ở trên đây. Đồng nghĩa với việc là ở trên cái mạch này nó cũng sẽ có một cái đèn led sáng ở đây, có nghĩa là nó kết nối tín hiệu với nhau. Chúng ta bật tắt này thì nó cũng sẽ bật tắt theo. Rồi ok, bây giờ em sẽ test sản phẩm nhé. Alo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, như vậy là cái mic này nó hoạt động rất là tốt. Bây giờ em sẽ đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm để gửi hàng cho anh. Và hiện tại cái đơn hàng này thì anh đặt hàng mua của bên em ở trên Shopee. Thì em thấy ở đây là 0 đồng, có nghĩa là anh đã thanh toán ở trên Shopee luôn rồi. Đến khi nhận hàng anh sẽ không phải thanh toán thêm gì nữa, bởi vì anh đã thanh toán qua chắc là xem Shopee Pay chắc. Ok. Thì cái sản phẩm này nó còn đi kèm theo một cái bộ rắc cắm cho anh kết nối nguồn và kết nối tín hiệu. Và trên đây là ký hiệu cái sản phẩm của anh. Ok, nếu như bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm, các bạn vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo ở trên tiêu đề video. Hoặc các bạn có thể truy cập vào linh kiện 789.vn để đặt hàng. Ngoài ra thì bên em còn bán hàng ở trên Sendor, Shopee và Lazada. Các bạn có thể lên đó tìm kiếm với từ khóa là linh kiện 789. Hoặc đơn giản nhất là chúng ta xuống cái phần bình luận video này sẽ thấy cái link mua hàng ở dưới đó. Cuối cùng thì xin cảm ơn anh Nguyễn Trường Nam đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.